lúc đầu là đi học thì không được đi tắt gác chân để tăng lên tốc độ, rồi lại uống rượu bia khi tham gia giao thông, không được mũ bảo hiểm và hiện trạng khác. Tiếp theo là bạn vẫn giữ khoảng cách an toàn quy tắc và 3 giây như là vận tốc km/h. Nếu thực hiện tiết tốt, chúng ta sẽ áp dụng quy tắc 3 giây. Vận tốc 40 km/h thì chúng ta có 33.8 giây. Thời tiết xấu thì chúng ta sẽ áp dụng quy tắc 6 giây với 67.6 giây. Vận tốc 60 km/h thì thời tiết tốt chúng ta sẽ đi với vận tốc là đi với thời gian là 50 giây. Thời tiết xấu chúng ta sẽ đi với thời gian là 100 giây. Và một số vận tốc khác chúng ta có thể tham khảo ở bảng sau đây. Tiếp theo, một số nguyên tắc đảm bảo an toàn giao thông. Đầu tiên, trước khi tham gia giao thông, chúng ta kiểm tra phương tiện, không nghe điện thoại khi tham gia giao thông, đi đúng tốc độ, làn đường, đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, không đi hàng 2, hàng 3, đánh võng, thực hiện đúng luật giao thông, không dùng chất kích thích khi tham gia giao thông, đi bên phải, đi đúng làn đường, phần đường, tập trung nhất khi di chuyển, áp dụng quy tắc 2 giây, 3 giây, 4 giây khi tham gia. Tôn trọng điều nghị mọi người, giữ khoảng cách an toàn giữa các phương tiện. Đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, một số biển báo cấm trong an toàn giao thông, biển báo số 101 là đường cấm, biển báo màu trắng. Tiếp theo, biển báo 102 là cấm đi ngược chiều, biển báo 103A là cấm ô tô và một số biển báo khác chúng ta có thể tham khảo.